vận chuyển 18 tuyến dầm của hai nhịp cống quy này về bãi xử lý rác thải của rắn của thành phố, thì chúng tôi đã phải phối hợp với cả thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông để cùng nhau đảm bảo an toàn trên tuyến, đồng thời phương tiện chúng tôi trước khi vận chuyển hàng hóa là phải kiểm tra chặt chẽ và cũng như là đảm bảo an toàn trong và trên đường đi. Semi rơ móc chúng tôi là một hàng đặc chủng thì mới đảm bảo được để vận chuyển được những tầm tuyến tầm dài như này. Nếu không có hàng những cái thiết bị đặc chủng như thế này, rơ móc 40 hoặc 50 thì không bao giờ xe nào vận chuyển được, bắt buộc phải có đặc chủng của đơn vị. 18 tuyến dầm chúng tôi chia làm hai giai đoạn, nhất là 9 tuyến dầm đầu tiên đang đây còn thì sẽ phải chờ đợi để di chuyển ra Long Môn để chờ đợi hai và đến thời điểm kết thúc đến 3 tháng 7 kết thúc. Đêm thì tôi đang chạy hai tuyến dầm và mỗi tuyến dầm mỗi đoàn xe cách nhau 100m đến 150m để đảm bảo an toàn trong trên đường bộ cũng như là tránh cái xung nhịp tinh cầu. Chúng tôi bên nhà thầu trung chính với cả bên Dynamic phải là sử dụng phải làm lại cái giá Long Môn này để dịch chuyển giá Long Môn để nhấc cái và cắt bê tông mặt cầu ra thì sau đó mới nhấc được dầm lên, vì đây là có một tháo rỡ và phá rỡ nên là rất là trong giữa hai thời điểm chờ nhau khoảng độ 5 đến 10 ngày tiếp theo thì mới giai đoạn hai cùng hai mới tiếp tục vận chuyển tiếp. Trước khi đi thử nghiệm tôi đã đi khảo sát cùng anh em tài xế lái xe đi khảo sát kỹ toàn bộ cái tuyến đường từ cầu Vĩnh Quy cho đến bãi tập kết vật liệu đấy, đi khảo sát và khi đi thì trong thời gian thử nghiệm không xảy ra vấn đề gì cả, nên là tôi thì